Em bảo là ngày kia mới đi mà. Lúc trẻ thì không sao, giờ có tí tuổi rồi. Em tưởng đua đời, đua đời lập lẻ đúng không? Em tưởng anh tính ngày kia mới đi. Giờ có tí tuổi rồi đã chuyển đổi giới tính. Anh không biết mấy mới chuyển, có chuyển lại được không? Anh đâu? Tưởng ngày kia mới đi mà. Đã chuyển rồi, chuyển giới rồi. Đang tiêm rồi. À, đã tiêm rồi. Ăn hết chỗ. Đang chuyển rồi. Cà sầu thì to lắm các bạn. Có thể cả tỉnh đến ta đấy các bạn cũng làm ra đúng. Chỗ phải tránh thôi, sợ. Anh nếu mà anh muốn bắt được cá sấu thì mai mang Ninh Philip đi làm mồi câu. Ôi đúng rồi, buộc cái chả vào giữ đi. Nhưng mà cẩn thận nó cắn mất mồi đấy. Không để lái chứ không làm mồi thì hôm nay anh lái anh Minh à? Đều bóng dần theo thời gian. À, hôm nay khi mà anh em nhìn mình nhìn thấy anh Tiến chụp cái ảnh mà cầm anh đứng ạ, anh em ngồi trong buổi giải. Thế là mình có vào nhắn tin hỏi anh Tiến vào ngày kia bắt đầu chính thức các bạn ạ. Ngày kia bắt đầu chính thức. Mai đang thử nên không biết có thành công hay không. Quả mà mới các bạn này, quả mà gì nè. Quả mà mới nha mọi người. Đây anh đang cầm màu đấy. Dẹp Eva siêu mềm. Bán hàng nữa nè. Từ từ nhá. Bây giờ ok các bạn nhá. Bây giờ anh em mình sẽ qua một cái cái này bỏ ra ngoài cái. Dẹp. Đó, anh em mình sẽ Eva qua cái dẹp Eva. Dẹp Eva đúc nguyên khối các bạn nhá. Đúc nguyên khối chống trơn trượt. Giá niêm yết là 138k các bạn, bây giờ còn 69k, ui quá hơi luôn nhỉ. Thế là rẻ một nửa. Ừ. Đó, anh em mình bán hàng toàn được giảm 50% đây. Nhưng mà mình phải phê bình là hôm vừa rồi là mấy anh em ở công ty ấy, không biết là em nào là đút cái dép này vào để cho mọi người mang đi là nhìn nó hơi thô, hơi xấu. Đâu. Quả này là quả cỡ 43 nha các bạn nha. Đấy là do ông chân ông nhỏ ấy. Dép này là cỡ 43, như là cầm nhìn nó hơi thô. Cầm nhìn nó hơi thô, cảm ơn Hườm nhá, em mua dép này rồi êm chân, đúng rồi êm chân mà không những êm chân mà còn chống cả trượt nữa. Dì 24 cái gì? Hello 190 Hoàng Trung nhá, cảm ơn bạn đã đặt nhá. Cái dép này thì ở dưới này nó có một cái lớp này các bạn này, chống trơn trượt này. Đây mọi người nhìn này. Chống trơn trượt, cái này sử dụng đi ở trong nhà, rồi là đi ở trong nhà tắm, rồi là chạy ở ngoài sân, rồi là nói chung là bất cứ chỗ nào có nề hoa mà dễ trơn trượt. Nhưng mà không khuyến khích mọi người là đi ở chỗ có rêu nhé. Rong rêu nhiều là mình không ấy được đâu, không dám đảm bảo đâu. Mọi người đi trong nhà thôi, đi trong nhà vệ sinh này, đi trong nhà là mình sẽ sử dụng cái này. Đi trong nhà vệ sinh hay đi trong toilet cũng được. Đúng rồi, nhà vệ sinh hay toilet đều được cả. Được. Ừ. Không phải nói đấy. Ừ. Còn mà ví dụ mà ở quê, mọi người ở quê mà sân giếng mà kiểu như là nó có rêu xanh nó lên rồi thì mình nghĩ mọi người là không nên sử dụng. Cái này ai mà đi không cẩn thận mình tưởng mình không đi. Dép này là có 70 xuất rồi nha các bạn nha. Giá niêm yết của nó là 138k và ngày hôm nay còn có 69k. Đó, Đức Anh lên chưa, ghim chưa? Ngon này. Cái này lên được lên rồi còn. Mày, cái niêm yết của em sai không? Chấm cái muối ngon. Chấm muối ngon. Cái muối này khả năng ăn cơm không cũng ngon. Mình cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các bạn nha. Mình cứ tưởng tượng như đang ăn gà chấm muối. Dép này hôm nay em mình đến lên cho mọi người có được khoảng 70 suất rồi các bạn. Lượng suất rồi. Lôi thì hôm nay chủ nhật khó tìm lắm các bạn. Lôi cảm ơn Duyệt Luân đang mua hai đôi nha. Chấm lại đôi. Hôm nay chủ nhật đi anh em đi nồi đi ngoài. Lôi hôm nay chủ nhật khó tìm lắm các bạn. Chỉ có những ngày trong tuần thôi thì cháu mới ở đây thôi, còn chủ nhật thì là cháu ở đây buổi sáng. Cảm ơn Thỏ Cô Nê nha. Em mua rồi, ok, dẹp em chân cảm đi, vừa đi trong nhà vừa đi ngoài chơi được ấy, đúng không? Đi ở đâu cũng đi được. Và cái đặc biệt đâu, đi ngủ làm sao đi được, đi ở đâu đi khi đi ngủ ra đừng có máng nha. Đi ngủ thì là khuyến khích mọi người là đi ngủ thì bỏ dưới giường đó, chứ đừng mang lên. Nếu mà không tin tưởng ấy có thể mang lên làm gội kế không được. Đặc biệt là đi dép này sẽ không có mùi thối chân nha mọi người. Đúng đặc rồi. Biệt đấy, không có mùi thối chân. Và cái này được cái là cái này là dép đúc nguyên khối nha các bạn nha, đúc nguyên khối. Không phải không. Không phải là ví dụ như mọi người đi ở nước cái các thứ này nó không lo nó bị bong keo hay là cái gì cả, bởi vì cái này là đúc nguyên khối luôn. Đó, đây mọi người nhìn. Thôi mọi người đừng spam đi, anh em mình đang ấy mà cứ hỏi lôi ra, mình đã nói rồi là lôi không có ở đây rồi. Lôi hôm nay chủ nhật đi chơi với bố mẹ rồi, đi đâu rồi không có ở đây. Đi về bản thắm bàn bè. Mọi người người mới vào không? Nói hôm nay ngày nghỉ về nhà nè mọi người, về nhà đi chơi bố mẹ rồi. Chỉ có những ngày trong tuần thôi các bạn nha, chỉ có những ngày trong tuần thì lôi về đây, ăn ngủ ở đây và đi học. Sáng về rồi, sáng ở đây xong mới về. Còn ăn sáng xong rồi về, bố đưa đón ngày về. Chủ nhật thì là phải đi về nhà chơi với em rồi chơi với bố mẹ.
Hello Mi, ôi Mi ơi em mua dép chưa Mi? Mi Mi này. Phải ở nhà với bố mẹ với em nhé. Con 28 suất cuối cùng này mọi người. Con 28 suất. Đúng rồi, Đào Thúy ơi, bọn anh chuẩn bị đi thổi nến rồi. Hôm nay là sinh nhật của bố chủ tịch nên là tiệc mừng thọ của bố chủ tịch. Con 28 suất nữa thôi các bạn ơi. Các bạn xong này cũng nghỉ sớm thôi. Các bạn vào ủng hộ anh em mình nhá. Con 28 suất nữa thôi các. Các bạn. Ui. Kiểu này đi vừa đẹp luôn. Chân anh khỏi. Và dép này đi mà không cẩn thận mà không. Chú ý mà lỡ ngỡ là xéo phát là giảm phát là chết đàn gà con đây này. Nghe. Chân tỏ đến đây. Ui. Vừa đẹp luôn. Mềm này, mềm chân nhỉ. Nhưng mà có mỗi đôi này là mẫu đấy, anh đừng cầm về nhá. Chị nói chết chân. Nhà có mỗi đôi này quá, lại có mỗi đôi này là mẫu rồi. Đầu giờ anh em mang sang ít quá thế là không có nữa. Còn 28 suất nữa thôi nhá bạn nhá, còn 28 suất nữa thôi và một lát nữa anh em mình sẽ chuẩn bị lên cái này là hình như là vì mấy con củng con nhà mình này nó gầm này hay là con mèo nhỉ? Mèo hay củng mèo như đấy. Mèo nó cắm móng nó cao này. Nó cao này. Nó tét móng này. Ừ. Đây các bạn này. Mọi người đây mình review luôn thật luôn. Mọi người nhìn thấy cái lỗ châm châm này không? Mọi người nhìn thấy những cái lỗ châm châm này không? Cái đấy là bị mèo. Con mèo nó mà. Con mèo nó ra đây nó tét cái móng các bạn, nó tét cái móng đằng trước này nó cứ cắm vào xong nó cào cào ấy. Thế là mọi người biết nó mềm như nào rồi đúng không? Cảm ơn bạn cô bé Việt nhá. Nó thì, rất là mềm rồi là nó rất là êm. Đấy, con mèo nó còn ra đây nó còn nghịch, nó còn cắm móng ở đây để nó mài, nó luyện cái vuốt của nó đấy các bạn. Bên này cũng thế này. Đó, bên này cũng có đấy. Đâu rồi, mấy anh em đâu hết rồi, chạy vào đây nhanh thế nào. Anh em có bán quần áo? Ui cái đấy không có, cái đấy hiện tại bên này chưa có mẫu các bạn nhá. Cái gì gọi là gì? Môn thể thao này là môn pick gì? Pickleball, cái pickleball. Pickleball. Nghe như tên kẹo cao su ấy. Cảm ơn chị Thủy Bỏ nhá. Cái bộ quần áo đấy là hiện tại chỉ mới có Quang Linh với cả anh Tiến có thôi. Anh em mình ở bên này chưa có. Bitcarbon à? Bitcarbon. Tên này khó đọc quá các bạn ạ. Bitcarbon à? Ok, cảm ơn Vinh Hên nhá. Cảm ơn với anh Quân nhá. Bạn Thuy Nguyễn à? Mình như trái 30 đúng rồi. 30 còn thêm 10 mấy tuổi nữa các bạn ạ. Bitcarbon. Tên kiểu 10 anh em mình chưa làm quen. Còn bao nhiêu xuất Đức Anh ơi? Em mình bán luôn cái dép này xong là sẽ nghỉ tầm 3-4 phút đấy bạn để học bài để giao lưu với mọi người. Còn 10 suất rồi các bạn ơi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Còn 10 suất nữa rồi, mọi người vào ủng hộ anh em mình đi. Bạn nào mua mình đôi dép mình tặng cho mình cho các bạn trùng xoài. Xoài luôn. Nguyên lá luôn. Đố các bạn ở Việt Nam mà các bạn đi ra ngoài chợ hay đi ở đâu mà mua được xoài như này, làm gì được nguyên chùm như này, làm gì có lá. Bạn nào mua ủng hộ cho mình mấy cái dép đi. Cảm ơn Thanh Xuân nhá. Ui giời ơi em ơi, cái đấy em qua rồi, bây giờ em mới mua. Cảm ơn em nhá. Lôi không có nhà em ơi, lôi đi chơi rồi. Hello ước cầu nhá, lôi không có nhà nhá, lôi đi chơi rồi. Thật đấy, đúng rồi. Lần trước các bạn tin không, có một lần mình ở bên này về mà mình đóng xoài vào vali mình mang về luôn. Mình không mang nhiều, có nghĩa là mang tầm khoảng độ chục quả to mà nó như cái bát, nó tròn. Ủa, anh đợt trước anh về em xách xoài bên này về mày. Nó tròn như này này, mình lấy về là mục đích là mình lấy về mình ăn xong để mình lấy giống. Mình lấy cái hạt để mình trồng ấy. Mình thế anh. Nhưng mà xong rồi đợt đấy mang về ăn xong là vứt hết hạt đi đâu ấy, không biết để đâu. Thật, ngày xưa xoài bên này ngon mà các bạn. Cảm ơn. Đây là xoài là gọi là xoài bình thường thôi. Còn những quả nó to như này nè, tròn cơ. To lắm, quả phải trên ký ấy. Ok các bạn nha, bây giờ anh em mình sẽ tôi bỏ cái này để cái này xuống dưới đi, để đây đi. Không để đấy cho đẹp, nên để đây đi. Đó. Cho hóa quả. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị qua một cái mã khác, đấy là một cái dòng sản phẩm mới của anh em Team Châu Phi. Đó, các bạn giúp nha bạn nha. Còn dép này thì bây giờ anh em mình vẫn để trong giỏ hàng, tất cả những cái đơn hàng anh em mình vừa lên là đều có ở trong giỏ hàng các bạn nha. Mọi người vào sau hoặc mọi người mới vào có thể vào trong giỏ hàng để mua.
Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi xuống cất mẫu đi đã. Cái cất mẫu chỗ, đi đã. Cái đâm chỗ anh Nhân có trông được xem không ạ? À? Mình nghĩ là trông được các bạn, bên này súng có thì chắc xem sẽ mọc được, nhưng có cái là không có giống các bạn. Mình không biết ra. Mắm. Mắm sao xuống em? Đây. Rồi bây giờ nói chung là nhà hết cơm nguội rồi các bạn, nên là không có cơm để mà tẹt cho mọi người ấy. Hôm nay cơm nhá. Hôm nay nhà anh em mình không còn đồ ăn các bạn ạ. Đó thì bây giờ mình sẽ lên cho các bạn xem cái dòng sản phẩm mới của anh em mình, của anh em trong team Châu Phi. Đó, cái này là gọi là gì nhỉ? Mắm xá sùng trưng tôm thịt. Đó, mắm xá sùng trưng tôm thịt nha các bạn nhá. Giá niêm yết là 280k, nay giờ còn 260k thôi các bạn ơi. Giá niêm yết của nó là 280k và ngày hôm nay là chỉ còn 260k thôi. Cái dòng sản phẩm này là cái này là đặc sản của tỉnh Quảng Ninh nha các bạn nhá. Đặc sản của tỉnh Quảng Ninh, và cái lọ này thì là trọng lượng của nó là 300g. Đó, trọng lượng của nó là 300g. Ở đây không biết có bạn nào ở Quảng Ninh không nhỉ? Các bạn nào ở Quảng Ninh hoặc các bạn nào đã từng ăn xá sùng rồi không? Thì mọi người biết xá sùng nó là đặc sản. Con xá sùng nó như là con gì anh? Thực tế bảo xá sùng con gì anh nhờ anh chế biến luôn đấy. Thì mong mọi người thông cảm, bởi là mình ở anh ở miền núi đi. Cái nơi vùng biển mấy em chán nhỉ. Mong mọi người cho thông tin cho anh em mình. Con trung biển hay là giống như con dung biển ấy các bạn nhỉ? Đúng không? Con dung biển ấy. À con run biển, con run đúng, biển. Con run biển thì cảm ơn Minh Yên, cảm ơn Quân nhá. Anh ăn rồi đấy, anh cảm nhận như nào? Con run biển thì nói chung là nếu mà sang được đến Angola này thì thực tế là nó giống như một đặc sản đấy. Rất là hiếm khi là có thể đem được qua bên này, bởi là nó cũng hiếm, nó cũng rất là mắc ấy, mắc. Thế nó tiền ấy. Nó có giống con dươi không? Nó thì kiểu hề giống như con run đất thôi, nhưng mà nó hò sơ chế khô. Đấy, ăn rất là ngon, rất là dai. Thì anh mới ăn đâu được mấy lần thôi à các bạn. Ok các bạn nhá, mắm xá sùng trưng tôm thịt này là hôm nay là hiện tại bây giờ lại còn 58 suất nữa thôi. Đó, anh em mình sẽ lên cho các bạn 58 suất này thôi, mắm xá sùng trưng tôm thịt này. Cái này là toàn bộ đây là cái này gọi là gì nhỉ? Vị quê à? Vị quê. Đó. Cái này là thương hiệu của anh em mình các bạn. Mắm xá sùng trưng tôm thịt. Cái này là thương hiệu riêng của anh em nhà trong nhà team Châu Phi nhé các bạn nhé. Cảm ơn Minh Hiên rất là nhiều nha. Giống con dưa ok em, cảm ơn em rất là nhiều. Thôi cười đi, cho vào đây anh cười, anh tẹt. Có bạn bảo là tẹt với xoài, nó xoài cũng ngon ấy. Thì ta cứ tẹt thôi. Ăn với xoài được rồi. Cái hộp này là hôm trước anh em mình có mở ra rồi đó. Khi mở ra thì nó sẽ có một cái nắp nhựa như này. Đó, có một cái nắp nhựa như này để có chỗ này có tay cầm thì mọi người cứ cầm lên. Đó. Thì đó là hồi nhà rưỡi nhưng có giá trị hơn rưỡi các bạn. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn bạn Tuyệt Hà Lan nha. Mình cũng không biết bạn Tuyệt Hà Lan nhiều tuổi hay ít tuổi hơn thì mình không biết, nhưng mà cảm ơn bạn nha. Ui, cả chậm bạn nha. Ui, nó xem xét em ạ. Thì nó xem xét gì? Có phải là đây các bạn, bây giờ mình thử tẹp với xoài nón các bạn. Quả xoài của mình vừa mình để đâu này ông? Xà sung ngon lắm nha, em nấu ăn lẩu ui thế à. Cảm ơn Mimi đã cho anh biết thông tin nha. Mà xà sung chấm à, cái này các bạn bảo là xà sung này ăn với chấm với xoài không biết có đúng không, hay ăn xong đau bụng. Cái này để ăn cơm thôi chứ không phải để đúng chấm, có phải để chấm hoa quả đâu. Đúng rồi. Nói chung thì nó ăn với cơm thì sẽ ngon hơn các bạn. Bởi xoài nó chua. Thôi các bạn ơi, cái này đúng thực tế là đúng ra hay là phải có cơm cơ. Ăn với cơm cơ, chứ còn bây giờ không có cơm tự nhiên chấm với xoài này không biết các bạn có xui dại mình không? đâu ạ. Bạn nào vừa bảo anh. Quá rồi. Đây là có hai bạn là Minh Hiên với Bùi Anh Quân đấy, các bạn bảo cái mắm xá sùng này mà bây giờ cầm kẹp với cả cái miếng xoài non này ăn có được không? Thử đi, ngon lắm, ok. Thử đi. Cứ thử thôi. Không kìa. Ăn đi, anh ăn thôi, ăn gì đâu. Thôi cứ ăn đi. Nhưng mà ăn vào là không nó bị mất vị cưa của xoài luôn. Thề. Thế nói chúng là kiểu nó có vì mặn á, vì đầm ấy, mặn ấy. Thì nó sẽ bớt đồ chua.
Cái này các bạn nhé, đúng ra là để mình ăn với cơm thôi. Nhưng bạn nào xùi dại tôi thì mang đi. Ui giời ơi, nói câu kia đi, chết tôi không. Đây, Hà Thảo, Hà Thảo giảm sáu. Ông Quân nhá, ông Bùi, bố ngồi Bùi anh Quân nhá, nhớ nhà tôi ghim ông đấy. Bạn nào thì ăn, ăn bữa cơm thì đúng, con ăn bữa xoay thì phí. Mắm xá sùng với ông thì dỗ tôi đi chấm với lại hoa quả nó chết đâu. Nói rồi, chán thật. Không phải đâu các bạn ơi, cái này không phải là chấm với hoa quả đâu nhá. Mấy cái bạn này là lừa đấy, Bùi Anh Quân với cả Minh Hiên là lừa đấy. Không phải là chấm với hoa quả đâu. Không phải chấm hoa quả đâu nha các bạn, cái này là để ăn với cơm thôi. Để ăn với cơm nhé bạn nhá, để ăn với cơm mà cơm. Nếu mà có cơm nóng mà ăn buổi sáng thì cực kỳ là chuẩn bài luôn. Ngon, buổi sáng. Cái này mà buổi sáng mà ăn với cơm nóng thì đúng tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ không nghe các bạn xui dại nữa. Riêng mấy cái này không nghe các bạn xui dại nữa mà ăn đau bụng cái này chết dở đấy. Đó, mình bị lừa rồi, nói chung là mình. Tại anh ấy, anh tự nhiên bảo ăn với xoài. Tôi không biết ăn hoa quả gì đâu. Các bạn nhá, cái này là lưu ý là mọi người lưu ý là thời gian bảo quản của nó là sẽ được thời gian sử dụng của nó là cái gì bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát và trong thời gian 3 tháng nhé. Còn nếu như mọi người để bên ngoài ấy, thì khi mà mở ra như thế này rồi ấy, mở ra rồi như này đậy lại ấy, mọi người để bên ngoài ấy, không để trong tủ lạnh ấy, thì là chỉ nên sử dụng từ 7 đến 10 ngày thôi. Mà mình nghĩ là cái lọ nhỏ nhỏ ti ti này chắc các bạn ăn mấy ngày là hết rồi, nhưng không đến 7 đến 10 ngày đâu. Ok các bạn nha, bây giờ anh em sẽ chuẩn bị qua một cái mã khác. Chuẩn bị qua một cái mã khác nhá. Ruốc hàu à? Ruốc hàu. Ruốc cà hôi đấy. Ruốc hàu. Ruốc hàu cái hộp ruốc hàu. Anh đặt xong. Đây. Ok các bạn nha, bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị qua cho các bạn mã tiếp theo. Chuẩn bị thôi. Chưa qua nhá các bạn nhá, chuẩn bị. Mắm xá sùng còn bao nhiêu suất Đức Anh ơi? Lâu chôn tí à, nó đùa chứ Quân này. Em. Ôi cảm ơn bạn Phạm Kỳ Toán à. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá. Mắm xá sùng chưng tôm thịt hiện tại là còn 3 suất nữa thôi. Anh em mình vẫn để trong giỏ hàng nhá các bạn nhá. Bây giờ sẽ làm một tí ca nhạc. Hát một bài giao lưu với mọi người, lâu lắm rồi không hát rồi, từ nãy giờ ngồi nó cứ chậm chậm.